VN Youtuber xin chào quý vị đang xem video Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng các drone thô sơ Để đánh chặn những UAV trinh sát tinh vi hơn của quân đội Nga Ví như loại Oklan-10 và Zala Đây đã từng là điều hiếm có Nhưng bây giờ nó trở nên thông thường Với nhiều video từ phía Ukraine cho thấy Các trận không chiến từ góc nhìn của các drone đánh chặn Tuy nhiên một video gần đây từ phía Nga Được ghi lại bởi chiếc UAV trinh sát bị đánh chặn đã cung cấp một góc nhìn độc nhất vô nhị. Trong video này, chiếc drone của Ukraina xuất hiện trong khung hình chỉ trong khoảnh khắc trước khi nó phát nổ bên cạnh mục tiêu. Tuy nhiên, chỉ vài khung hình này đã khá đủ để có cái nhìn rõ ràng về thiết kế của các drone đánh chặn của Ukraina. Chiếc drone đang được nói tới này là loại drone bốn cánh. Nó không những có thể bay lên đến độ cao khoảng 1000m mà còn có thể đuổi kịp mục tiêu của nó. Với những ai còn nhớ thì UAV Auckland 10 và các UAV trinh sát cánh cố định điển hình như Zala có tốc độ bay hành trình khoảng 100 km h Điều đáng nói là chiếc drone này của Ukraine được thiết kế làm sao càng nhẹ càng tốt. Nó có một pin nhỏ hơn thông thường rất nhiều và không có các anten kim loại truyền thống để kích hoạt đầu đạn khi tiếp xúc. Thay vào đó, đầu đạn có vẻ được làm nổ bằng điều khiển từ người vận hành để tạo ra một vụ nổ trên không ở gần mục tiêu. Loại vũ khí mà chiếc drone này mang theo có vẻ là một quả lựu đạn M26, mặc dù việc nhận diện chính xác nó là rất khó vì chất lượng của video quá thấp. Loại thiết bị nổ này cung cấp các mảnh văng đủ để tác động hiệu quả vào các mục tiêu ở trên không, khiến cho nó trở thành một lựa chọn thực tế. Nói chung, thiết kế của chiếc drone chống máy bay này được tối ưu hóa để có trọng lượng nhẹ và có tính thực tế. Tuy nhiên, Hiệu quả của việc sử dụng drone góc nhìn thứ nhất đánh chặn một mục tiêu trên không không phải chỉ phụ thuộc vào thiết kế của người sáng tạo. Nhiều khía cạnh quan trọng vẫn còn bị ẩn giấu, chẳng hạn như việc phát hiện ra mối đe dọa dạ và người vận hành drone phải có kỹ năng đặc biệt để truy đuổi, tiếp cận chính xác và kích hoạt nổ trong thời điểm chính xác, trong khi họ chỉ được nhìn qua một camera chất lượng thấp và phải xoay sở trong dung lượng pin rất ngắn của drone. Đánh giá về tiềm năng của loại vũ khí này, trang tin quốc phòng của Ukraine nói rằng, bất chấp những thách thức này, drone góc nhìn thứ nhất có thể trở nên hiệu quả cao hơn và là vũ khí có hiệu quả chi phí để chống lại UAV của Nga. Nhưng chúng thậm chí có thể trở nên tốt hơn trong tương lai với các cảm biến được nâng cao và các hệ thống dẫn đường tự động để giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của người điều khiển và tăng cường thêm tính hiệu quả của nó. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại